Kính thưa quý vị và các bạn, tôi thì văn phòng của tôi thì có đặt báo tạp chí Tòa án Nhân dân để nâng cao cái kiến thức pháp luật của mình trong cái quá trình hành nghề. Thực ra thì các bài của báo tạp chí Tòa án Nhân dân rất là bổ ích. Tuy nhiên nó là thuộc về cái tạp chí này, thuộc về cái tính chất chuyên sâu, cho nên những cái kiến thức trong cái lĩnh vực này là của các chuyên gia. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn là những người không phải là chuyên gia trong ngành luật thì đọc thì nó cũng cảm thấy hơi nhức đầu. Tuy nhiên là tôi rất là thích những cái mổ xẻ, những cái quan điểm, những cái lập luận của tạp chí Tòa án Nhân dân tối cao. Và tạp chí Tòa án Nhân dân tối cao là một trong những cái nguồn mà bản thân tôi phải cập nhật để bắt kịp được cái tốc độ của xã hội. Và mình là một chuyên gia, mình là một luật sư. Thì thông thường thì báo này thì dành cho các anh chị em luật sư, thẩm phán, tức là những người làm trong ngành luật nói chung, viện kiểm sát chẳng hạn. Thì hôm nay để mà trở lại vấn đề về ủy quyền thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái nội dung của tạp chí Tòa án Nhân dân tối cao số 14 năm 2018. Và như thường lệ thì tôi đọc cái báo tạp chí Tòa án Nhân dân, đồng thời đưa cho quý vị và các bạn cái câu chuyện thực tế của khách hàng alo đến văn phòng quý vị và các bạn nhé. Bài này của nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Tưởng Duy Lượng. Hợp đồng ủy quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Để đáp ứng nhu cầu trong xã hội, học tập, vui chơi, giải trí, sản xuất, con người phải tham gia rất nhiều cái hoạt động. Nhưng không phải lúc nào mỗi cá nhân có thể tự thực hiện tất cả các hoạt động đó. Nhất là trong cái giao dịch dân sự, cơ quan tổ chức có tư cách pháp nhân, sau đây gọi là pháp nhân, tổ chức không có tư cách pháp nhân, xác lập, thực hiện thông qua các giao dịch dân sự, kinh tế phải thông qua người đại diện của mình, kinh tế phải thông qua người đại diện phải hoạt động nhân danh tổ chức pháp nhân. Hành vi của người đại diện tổ chức pháp nhân được coi là hành vi của tổ chức pháp nhân đó. Người đại diện của pháp nhân được xác định theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không phải lúc nào người đại diện theo pháp luật cũng có thể tham gia giao dịch dân sự. Vì thế, trong thực tiễn, người đại diện theo pháp luật tổ chức không có tư cách pháp nhân. Cá nhân phải ủy quyền cho người khác thay mình xác lập thực hiện giao dịch. Do đó, người đại diện có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia giao dịch theo quy định của Điều 138 Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã xác định chủ thể có thể được ủy quyền là: thứ nhất, cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Các thành viên của hộ, gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập thực hiện các cái giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung. Các cái thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân. Việc ủy quyền thông qua hình thức thể hiện hợp đồng dân sự. Hợp đồng ủy quyền chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi cấu trúc liên hoàn của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Đọc từ nãy giờ mà tôi cho rằng là tôi đọc rất là khó hiểu, vì nó là thuộc về thuật ngữ chuyên ngành luật. Tôi trở lại cái công việc thường ngày là dân ta phải biết luật ta, cho nó đơn giản càng tốt. Thưa quý vị và các bạn, trong cái bài này nói hai chủ đề. Thứ nhất rằng là chủ
thể của người ủy quyền là cá nhân. Tôi có mua một cái quyền sử dụng đất ở ngoài Huế. Thì tôi mua, tôi không thể làm hoàn tất cái thủ tục giấy tờ, cho nên tôi nhờ một người ai đó làm cái ủy quyền giúp tôi thực hiện và nhận bản chính gửi về cho tôi. Tôi sẽ trả họ bằng thù lao. Cái thứ hai nữa rằng là má tôi có một cái số tài khoản ở ngân hàng, nhưng là do là lý do nào đó cho nên má tôi không có đến ngân hàng. Má tôi ủy quyền cho tôi để đi nhận cái số tiền đó. Đó là việc cá nhân ủy quyền. Còn bây giờ tổ chức ủy quyền, hôm nay tôi là văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, tôi muốn chuyển cái trụ sở từ cái địa chỉ 136 sang địa chỉ 126 tỉnh lộ 8. Tuy nhiên rằng là do tính chất công việc cho nên tôi không làm việc đó. Tôi ủy quyền cho một nhân viên trong văn phòng của tôi, cái người tôi là người đại diện theo pháp luật, ủy quyền cái nhân viên bằng AB gì đó để thay mặt và tổ chức của tôi liên hệ với Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cái công việc mà chuyển dời cái trụ sở từ 136 lên xuống sang cái địa chỉ mới là 126. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ hàng năm tôi phải báo cáo thuế, mà báo cáo thuế thì cái lĩnh vực đó là tôi do tính chất nhiều công việc quá tôi không làm, cho nên đó, tôi đã ủy quyền cho một cái chị kế toán của tôi làm cái việc là liên hệ với chi cục thuế để giúp tôi hoàn tất cái báo cáo tài chính năm chẳng hạn, hay báo cáo quý. Như vậy thì chúng ta sẽ xác lập được hai cái ủy quyền của cá nhân cho một cá nhân nào khác. Thứ hai là ủy quyền của một cá nhân, của một tổ chức cho một cái cá nhân nào đó, nhân danh và đại diện làm công việc nào đó, có xác định cái đối tượng làm việc. Thưa quý vị và các bạn, thì chắc chắn là cái việc ủy quyền này thì tôi đã lặp đi lặp lại tới thời điểm này cũng hơn 10 video rồi. Tuy nhiên hôm nay muốn kể một cái câu chuyện này để cho một cái chị tư vấn, khách hàng tư vấn được cảm thấy là thỏa mãn khi luật sư Thu đã trả lời cho chị thêm một lần nữa thông qua video. Chị bảo với tôi như thế này, và tôi đã quyết định làm thành một cái video. Chị bảo với tôi là mẹ chị bệnh và chị mẹ chị ủy quyền cho chị đến ngân hàng lấy một cái số tiền, và sau khi lấy số tiền này để nuôi bà trong một cái khoảng thời gian bà bệnh tật. Tuy nhiên thì do tính chất là chăm trực tiếp cho bà, cho nên chị không có thời gian đi đến ngân hàng để rút cái số tiền ra, thì bất đắc kỳ tử là bà mất. Thì chị bảo với tôi rằng trong trường hợp này thì cái hợp đồng ủy quyền đó có còn hiệu lực hay không. Thì chị hỏi với tôi cái hợp đồng ủy quyền đó tính làm sao. Thì tôi đã bảo rằng là hợp đồng ủy quyền đó không còn hiệu lực. Thì chị bảo rằng không còn hiệu lực có nghĩa là sao? Tại vì hồi đó ý chí của má chị ủy quyền cho chị lãnh cái toàn bộ số tiền này ra, và số tiền này được dùng, vì bà các bạn nhớ nha, được dùng để chăm sóc bà và những cái chi phí khác phát sinh liên quan đến cá nhân bà. Thì tôi bảo rằng là đúng là tại, ví dụ như bây giờ tôi nói là ngày 1 tháng 1 bà A đã ủy quyền cho chị B một cái giấy ủy quyền, trong đó có liên hệ với ngân hàng Sacombank nhận cái số tiền 100 triệu. Tuy nhiên rằng là chị không có đi lãnh, mà theo quy định của pháp luật rằng là thời hạn ủy quyền là cho tới khi công việc xong. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 8. Thì khi 28 tháng 8 này là bà đã mất rồi. Thì cái hợp đồng ủy quyền đó, mặc dù cái ý chí của bà là đưa cho chị nhưng chị chưa rút, thì như vậy toàn bộ cái số tiền này sẽ được đóng băng lại và chia đều cho các thừa kế. Trong trường hợp này thì nếu đặt trường hợp bà chết vào ngày 20 tháng 8 năm 2018, thì tại thời điểm bà ủy quyền là ngày 1 tháng 1 năm 2018 cho đến ngày 19 tháng 8 năm 2018.
2018, chị có quyền đi rút mà chị không đi rút, tới ngày 20 tháng 8 bà mất. Thì trong trường hợp này sẽ luật quy định người ủy quyền chết, người được ủy quyền chết. Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau nha. Người ủy quyền là người mẹ đó, cái người mà có tài sản chết. Người được ủy quyền là người con này chết. Thì cái hợp đồng đó mặc nhiên không còn hiệu lực nữa. Mặc nhiên không còn hiệu lực thì trên cái tình trạng hiện tại của chị đó, thì bây giờ là cái số tiền trong cái sổ tiết kiệm của ngân hàng đó sẽ được chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất. Thì tùy thôi, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm cha, mẹ, vợ chồng, con cái. Thì tôi đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi. Thì trong trường hợp này thì theo quy định của pháp luật, hợp đồng ủy quyền, nội dung rút tiền ngân hàng sẽ không còn hiệu lực pháp luật nữa. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã nói rất là nhiều và việc này lặp đi lặp lại để quý vị và các bạn hiểu thế nào là ủy quyền. Theo định nghĩa của Bộ Luật Dân sự thì ủy quyền là nhân danh và đại diện làm một công việc nào đó có thù lao hoặc không có thù lao. Thế thôi, thưa quý vị và các bạn, chứ không phải là về mặt chủ thể vẫn là của chủ sở hữu, chủ cái người đi đại diện của cái người mà ủy quyền đó. Còn người đại diện ủy quyền, người được ủy quyền là người nhân danh làm một cái công việc nào đó thay cho người ủy quyền, và thế là có cái phí hoặc không có cái phí. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là cái việc mà làm cái video có những cái sự đầu tư cũng mang tính chất cá nhân. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi cũng như có những cái phản hồi tích cực thì hãy comment ở phía dưới. Tôi vẫn khát khao, vẫn nhiệt huyết trả lời cho quý vị và các bạn. Nếu các anh chị luật sư, các anh chị là những người chuyên gia pháp luật, là thẩm phán, thấy sao mà cái chị luật sư Thu Đoàn này nói không biết là nói có không đúng về mặt pháp luật, thực hiện thấy một cái hạt sạn to, thì cũng hãy xin trả lời qua cái chế độ riêng tư để tôi lập tức tôi sẽ sửa lại và phục vụ đối tượng chính của chúng ta là tất cả những người dân sinh sống và làm việc ở trong nước và nước ngoài. Tôi xin trân trọng cảm ơn.